Quyển 78 thứ 15 Bồ Tát Địa, phần 7. Lại nữa, này thuyết nương giả lập thừa phân biệt hiểu rõ như thật đại thừa, nên biết như trong kinh giải thâm mật. Quán tự tại Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, như Phật đã thuyết 10 địa của Bồ Tát, đó là cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực na thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa và pháp vân địa. Lại thuyết Phật địa là thứ 11. Các địa như vậy nhiếp thuộc bao nhiêu chủng thành tịnh, nhiếp thuộc bao nhiêu phần. Phật bảo quán tự tại Bồ Tát rằng, thiện nam tử, các địa của Bồ Tát như vậy nhiếp thuộc 4 chủng thanh tịnh và 11 phần. Sao gọi là các địa nhiếp thuộc 4 chủng thanh tịnh? Địa thứ nhất nhiếp thuộc tăng thượng ý lạc thành tịnh. Địa thứ hai nhiếp thuộc tăng thượng giới thành tịnh. Địa thứ ba nhiếp thuộc tăng thượng tâm thành tịnh. Các địa sau tức từ địa thứ tư cho đến Phật địa nhiếp thuộc tăng thượng tuệ chuyển chuyển càng lúc càng thủ thắng vi diệu. Thiện nam tử nên biết 4 chủng thanh tịnh như vậy nhiếp khắp các địa. Sao gọi là các địa nhiếp thuộc 11 phần? Trừ Bồ Tát ở thắng giải hành địa đầu tiên, vì nhiều mười pháp hạnh cực khéo tụ tập thắng giải nhẫn nên vượt qua địa ở đây chứng nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây, nhưng ở nơi lầm phạm hiện hành vi tế chưa thể an trụ chánh biết, cho nên ở trong phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tinh cần tu tập tiền năng chứng đắc. Do nhiều chuyện đầy trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà chưa năng đắc viên mãn đẳng trí thế gian và viên mãn văn trí Đà La Ni, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tinh cần tu tập tiền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà ở nơi pháp Bồ Đề phần chưa trụ nhiều tu tập cho đến năng khiến thành tựu tâm chưa năng xả ái các đẳng trí và ái pháp, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tinh cần tu tập liền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà chưa năng ở nơi đạo lý các đế quan sát như thật, lại chưa năng ở nơi tác ý xoay lưng với sanh tử một hướng đi đến niết bàn, lại chưa năng ở pháp Bồ Đề phần tu tập phương tiện nghiệp lấy, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tình cần tu tập để năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà chưa năng ở nơi sanh tử điều chuyển quán sát như thật, lại do ở nơi vị kia sanh nhiều nhằm mỏi, lại ở nơi vô tướng chưa thể trụ nhiều, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tình cần tu tập để năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà chưa năng ở nơi vô tướng tu tập trụ nhiều tác ý không gián đoạn, không khuyết hở, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì muốn khiến phần đây được viên mãn nên tinh cần tu tập liền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà chưa năng ở trong trụ vô tướng xả ly dụng công, lại chưa năng ở nơi tướng được tự tại, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tinh cần tu tập tiền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây mà chưa năng ở nơi tất cả phẩm loại pháp tuyên thuyết sai khác, ở nơi các nhóm tướng với danh sai khác, từ ngữ dẫn dạy sai khác được đại tự tại, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tinh cần tu tập tiền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây trừ Bồ Tát viên mãn phần đây nhưng chưa hiện tiền năng đắc hiện tiền chứng thọ pháp thần viên mãn, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tình cần tu tập liền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây chưa Bồ Tát viên mãn phần đây nhưng chưa năng ở khắp tất cả cảnh giới sở tri đắc diệu trí diệu kiến, không đắm trước, không bị ngăn ngại, cho nên ở phần đây vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn. Vì khiến phần đây được viên mãn nên tình cần tu tập liền năng chứng đắc. Do nhân duyên đây chưa Bồ Tát viên mãn phần đây, do viên mãn phần đây nên ở tất cả phần đều được viên mãn. Thiện nam tử nên biết 11 phần như vậy thâu nhiếp khắp các địa. Bạch Thế Tôn, duyên nào địa đầu tiên có tên là cực hỷ địa, cho đến duyên nào lại có tên là Phật địa? Thiện nam tử, thành tựu nghĩa lớn tâm đắc xuất thế gian chưa từng đắc, sanh đại hoan hỷ, cho nên đầu tiên gọi là cực hỷ địa, xa lìa tất cả hủy phạm giới vi tế. Nên thứ hai gọi là ly cấu địa, do đắc tam ma địa kia và văn trì đà la ni năng dụng vô lượng trí quang làm chỗ nương. Nên thứ ba gọi là phát quang điện.
Do sở đắc pháp bồ đề phần trí tiêu đốt các phiền não như lửa cháy nên thứ tư gọi là diệm tuệ địa. Do phương tiện tu tập pháp bồ đề phần khó khăn vô cùng mới thắng vượt cho đến được tự tại nên thứ năm gọi là cực na thắng địa. Do hiện tiền quán sát các hành lưu chuyển lại ở nơi vô tướng tu nhiều tác ý mới hiện tại tiền nên thứ sáu gọi là hiện tiền địa. Do ở nơi vô tướng vẫn còn xa trong việc năng chứng nhập tác ý không huyết hở không gián đoạn, ở nơi tướng đã tiếp cận thành tịnh địa nên thứ bảy gọi là viễn hành địa. Do ở nơi vô tướng được không dụng công, ở nơi các tướng không bị tán động mà chuyển theo phiền não hiện hành nên thứ tám gọi là bất động địa. Do ở nơi tất cả chủng thuyết pháp tự tại thành tựu trí tuệ vô lượng rộng lớn nên thứ chín gọi là thiện tuệ địa. Thô trọng của thân rộng như hư không, pháp thân viên mãn như đám mây lớn, bao phủ trùm khắp nên thứ 10 gọi là pháp vân địa. Vĩnh viễn đoạn trừ tùy phiền não tối cực vi tế và sở trì chướng, không đắm trước, không ngần ngại. Ở nơi tất cả trùm cảnh giới sở trì hiện tránh đẳng giác nên thứ 11 gọi là Phật địa. Bạch Thế Tôn, ở các địa đây có bao nhiêu ngu si, bao nhiêu thô trọng cần phải đối trị? Thiện Nam Tử, trong các địa đây có 22 chủng ngu si và 11 chủng thô trọng cần phải đối trị. Ở địa đầu tiên có hai ngu si, một là ngu si do chấp trước bồ đạc già la và pháp, hai là ngu si do tập nhiễm đường ác, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ hai có hai ngu si, một là ngu si lầm phạm vi tế, hai là ngu si trùng trùng nghiệp ở các đường, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ ba có hai ngu si, một là ngu si do dục tham, hai là ngu si ở nơi viên mãn văn trì Đà La Ni, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ tư có hai ngu si, một là ngu si do ái đẳng trí, hai là ngu si do ái pháp, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ năm có hai ngu si, một là ngu si một hướng tác ý trái lìa sanh tử, hai là ngu si một hướng tác ý hướng đến niết bàn, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ sáu có hai ngu si, một là ngu si hiện tiền quán sát các hành lưu chuyển, hai là ngu si ở nơi tướng nhiều hiện hành, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ bảy có hai ngu si, một là ngu si ở nơi tướng hiện hành vi tế, hai là ngu si ở nơi vô tướng phương tiện một hướng tác ý, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ tám có hai ngu si, một là ngu si ở nơi vô tướng tác dụng công, hai là ngu si ở nơi tướng được tự tại, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ 9 có hai ngu si, một là ngu si được tự tại ở nơi vô lượng pháp sở thuyết, vô lượng pháp cú văn tự, hai là ngu si đối với về sau tuệ biện Đà La Ni tự tại, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở địa thứ 10 có hai ngu si, một là ngu si các đại thần thông, hai là ngu si ngộ nhập bí mật vi tế, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Ở Như Lai địa có hai ngu si, một là ngu si do đắm trước ở nơi tất cả cảnh giới sở tri rất vi tế, hai là ngu si do cực vi tế ngần ngại, thô trọng của kia là điều cần phải đối trị. Thiện Nam Tử, do 22 chủng ngu si đầy và 11 chủng thô trọng nên an lập các địa, còn vô thượng chánh đẳng bồ đề thì bỏ lìa tất cả trói buộc của kia vậy. Bạch Thế Tôn, vô thượng chánh đẳng bồ đề thật kỳ lạ, thật hy hữu, cho đến thành tựu quả lớn, lợi lớn, khiến chư Bồ Tát năng phá lưới lớn ngu si, năng vượt qua rừng rậm lớn thô trọng như vậy, hiện tiền chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, các địa như vậy là chỗ an lập của bao nhiêu chủng thủ thắng? Thiện Nam Tử, lược có 8 chủng. Một là tăng thượng ý lạc thành tịnh, hai là tâm thành tịnh, ba là bi thành tịnh, bốn là đến bờ kia thành tịnh, năm là để gặp chư Phật nên thừa sự cúng dường thành tịnh, sáu là thành thục hữu tình thành tịnh, bảy là sanh thành tịnh, tám là uy đức thành tịnh. Thiện Nam Tử, từ địa thứ nhất cho đến các địa về sau, cho đến Như Lai địa sở hữu tăng thượng ý lạc thành tịnh, cho đến uy đức thành tịnh, nên biết các địa càng về sau càng chuyển tăng thượng thủ thắng hơn. Riêng ở Phật địa loại trừ không còn sanh thành tịnh, lại sở hữu công đức của địa thứ nhất so với sở hữu công đức của các địa trên bình đẳng đều có, nên biết công đức của tự mỗi địa thủ thắng hơn. Tất cả công đức của 10 địa Bồ Tát đều có công đức khác vượt hơn công đức của Phật địa, nên biết không còn công đức nào sánh được. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào mà thuyết sanh của Bồ Tát là thắng vượt hơn so với sanh của các hữu tình khác? Thiện Nam Tử, do bốn nhân duyên. Một là vì chỗ huân tập phát khởi căn lành cực thiện tịnh, hai là vì nắm giữ lực ý cố tư duy phân tích chọn lực,
ba là vì bi mẫn tế độ chúng sanh, bốn là vì tự mình đã không nhiễm ô, lại đang giúp người khiển trừ nhiễm ô. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào đại thuyết trừ Bồ Tát hành nguyện rộng lớn, nguyện vi diệu, nguyện thủ thắng? Thiện nam tử, do bốn nhân duyên, trừ Bồ Tát năng khéo rõ biết lạc trú niết bàn, kham năng nhanh chóng chứng đắc mà lại xả bỏ, không duyên không đợi chờ mà tự phát tâm nguyện rộng lớn, vì muốn lợi ích các hữu tình nên trường thời ở những nơi có vô lượng khổ lớn, cho nên ta thuyết trừ Bồ Tát kia hành nguyện rộng lớn, nguyện vi diệu, nguyện thủ thắng. Bạch Thế Tôn, trừ Bồ Tát đây có bao nhiêu chủng sự phải học? Thiện nam tử, sự học của Bồ Tát lược có 6 chủng, chỗ gọi là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, tịnh lự và tuệ đến bờ kia. Bạch Thế Tôn, 6 chủng sự phải học như vậy, bao nhiêu nhiếp thuộc tăng thượng giới học, bao nhiêu nhiếp thuộc tăng thượng tâm học, bao nhiêu nhiếp thuộc tăng thượng tuệ học? Thiện nam tử, 3 chủng đầu nhiếp thuộc tăng thượng giới học, 1 chủng tịnh lự nhiếp thuộc tăng thượng tâm học, 1 chủng tuệ nhiếp thuộc tăng thượng tuệ học, tinh tấn nhiếp thuộc cả ba tăng thượng. Bạch Thế Tôn, 6 chủng phải học như vậy, bao nhiêu nhiếp thuộc từ lường phước đức, bao nhiêu nhiếp thuộc từ lường trí tuệ? Thiện nam tử, nếu sự học nhiếp thuộc tăng thượng giới học, đây gọi là nhiếp thuộc từ lường phước đức, nếu sự học nhiếp thuộc tăng thượng tuệ học, đây gọi là nhiếp thuộc từ lường trí tuệ, hai chủng tinh tấn và tịnh lự nhiếp thuộc cả hai từ lường. Bạch Thế Tôn, ở trong 6 chủng sự học, Bồ Tát phải tu học như thế nào? Thiện nam tử, do năm chủng tướng phải nên tu học. Trước tiên tìm hiểu sâu sắc đối với giáo pháp chân chánh vi diệu tương ưng tặng Bồ Tát Ba La Mật Đa. Hai là ở nơi 10 chủng pháp hạnh, dùng văn tư tu thành tựu diệu trí mà tinh tấn tu hành. Ba là tùy hộ trì tâm Bồ Đề. Bốn là thân cận bậc thiện trí thức chân chánh. Năm là xin tu phẩm thiện không gián đoạn. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào thì thiết sự phải học như vậy chỉ có 6 số. Thiện nam tử, do hai nhân duyên, một là vì nhiều ích các hữu tình, hai là vì đối trị các phiền não, nên biết ba sự học đầu nhiều ích hữu tình, ba sự học sau đối trị tất cả phiền não. Ba sự học đầu nhiều ích hữu tình, tức là trừ Bồ Tát do bố thí nên nhiếp thọ vật dụng nhiều ích hữu tình, do trì giới nên không hành tổn hại bước bách não loạn nhiều ích hữu tình, do nhẫn nhục nên tuy bị tổn hại bước bách não loạn mà lại kham năng nhẫn thọ nhiều ích hữu tình. Ba sự học sau đối trị các phiền não, tức là trừ Bồ Tát do tinh tấn thì trừ vĩnh viễn hàng phục tất cả phiền não, cũng trừ vĩnh viễn hại diệt tất cả tùy miên, nhưng năng rõ mãnh tu các phẩm thiện. Các phiền não đây chẳng thể làm khuynh động ra hạnh phẩm thiện, do tịnh lự nên vĩnh viễn hàng phục phiền não, do bát nhã nên vĩnh viễn hại diệt tùy miên. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào thi thiết các ba la mật còn lại chỉ có 4 số. Thiện nam tử, đây năng làm trợ bạn cho 6 chủng ba la mật đa trước, tức là chư Bồ Tát ở nơi ba chủng hành ba la mật đa trước nhiếp lấy hữu tình, dụng các nhiếp sự phương tiện thiện xảo mà nhiếp thọ, sau ăn đặt kia nơi phẩm thiện, cho nên đã thuyết phương tiện thiện xảo làm trợ bạn cho ba chủng ba la mật đa ban đầu. Nếu chư Bồ Tát ở hiện pháp phát khởi nhiều phiền não thì không thể khả năng tu tập không gián đoạn, vì ý lạc yếu kém thắng giải giới bậc hạ nên nội tâm chẳng an trụ khảm nhẫn, đối với tạng Bồ Tát không khả năng lắng nghe và duyên theo đó khéo tu tập, không thể dẫn phát sở hữu tịnh lự năng sanh khỏi tuệ xuất thế gian. Do đây kia chỉ nhấp thọ ít phần tư lương phước đức nhỏ bé, tuy vậy nếu ở đời vị lai phiền não suy yếu, tâm sanh khỏi chánh nguyện, như vậy gọi là nguyện ba la mật đa. Do nguyện đây năng tinh tấn tu tập nên phiền não dần dần mỏng dịu, cho nên ta thuyết nguyện ba la mật đa làm trợ bạn của tinh tấn ba la mật đa. Nếu chư Bồ Tát thân cận bậc thiện trí thức, lắng nghe chánh pháp như lý tác ý làm nhân duyên, nên chuyển ý lạc kém yếu thành ý lạc thắng vượt, cũng năng thu được thắng giải giới phẩm thượng. Như vậy gọi là lực ba la mật đa, do lực đây ở nội tâm an trụ có sự kham nhẫn, cho nên ta thuyết lực ba la mật đa làm trợ bạn của tịnh lực ba la mật đa. Nếu chư Bồ Tát đã năng lắng nghe duyên theo tạng Bồ Tát mà khéo léo tu tập, sẽ năng dẫn phát tịnh lực. Như vậy gọi là trí ba la mật đa, do trí đây khả năng dẫn phát tuệ xuất thế gian, cho nên ta thuyết trí ba la mật đa làm trợ bạn của tuệ ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào tuyên thuyết thứ tự của 6 chủng ba la mật đa như vậy? Thiện nam tử, vì nương theo sự dẫn phát được nói sau, tức là chư Bồ Tát nếu đối với thân mạng và tài bảo không còn sẻn tiếc, liền năng thọ trì cấm giới thanh tịnh, vị hộ trì cấm giới nên tu nhẫn nhục, vì tu nhẫn nhục năng phát khởi tinh tấn, vì phát khởi tinh tấn năng thành tựu đầy đủ tịnh lự, vì đầy đủ tịnh lự liền năng thành tựu tuệ xuất thế gian, cho nên ta thuyết thứ tự 6 ba la mật đa như vậy.
Bạch Thế Tôn, sáu chủng Ba La Mật Đà như vậy, mỗi một chủng có bao nhiêu phẩm loại sai khác? Thiện Nam Tử, mỗi một có ba chủng. Thí có ba chủng, một là pháp thí, hai là tài thí, ba là vô úy thí. Giới có ba chủng, một là chuyển sản giới bất thiện, hai là chuyển sanh giới thiện, ba là chuyển sanh giới nhiều ích hữu tình. Nhẫn có ba chủng, một là nhẫn nại oán hại, hai là nhẫn an thọ khổ, ba là đế giác pháp nhẫn. Tinh tấn có ba chủng, một là mặc giáp tinh tấn, hai là chuyển sanh gia hạnh thiện pháp tinh tấn, ba là gia hạnh nhiều ích hữu tình tinh tấn. Tịnh độ có ba, một là vô phân biệt tịch tĩnh, cực tịch tĩnh không tội, đối trị phiền não các khổ, lạc trú tịnh lự. Hai là dẫn phát công đức tịnh lự, ba là dẫn phát nhiều ích hữu tình tịnh lự. Tuệ có ba chủng, một là tuệ duyên thế tục đế, hai là tuệ duyên thắng nghĩa đế, ba là tuệ duyên nhiều ích hữu tình. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào Ba La Mật Đa gọi tên là Ba La Mật Đa? Thiện Nam Tử, do năm nhân duyên: một là không nhiễm trước, hai là không luyến tiếc, ba là không tội trái vượt, bốn là không phân biệt, năm là chân chánh hồi hướng. Không nhiễm trước tức là không nhiễm đắm các sự việc khiến xả bỏ trái với Ba La Mật Đa. Không luyến tiếc tức là ở trong tất cả Ba La Mật Đa, các quả dị thục và các sự báo ân mà tâm không bị trói buộc. Không tội trái vượt tức là ở nơi Ba La Mật Đa như vậy, pháp tạp nhiễm không làm gián đoạn, xa lìa không phải phương tiện hạnh. Không phân biệt tức là ở nơi Ba La Mật Đa như vậy, chẳng như ngôn từ mà chấp trước tự tướng. Chân chánh hồi hướng, lấy sự tu tập Ba La Mật Đa như vậy, năng hồi hướng cầu quả đại bồ đề vô thượng. Bạch Thế Tôn, những gì gọi là các việc trái với Ba La Mật Đa? Thiện Nam Tử, việc đây được có sáu chủng. Một là thấy sâu công đức của với thắng lợi ở nơi việc vui muốn thích thú tài phước, được tự tại trong các dục lạc. Hai là thấy sâu công đức của với thắng lợi ở nơi thần ngữ ý hiện hành, thuận theo sự phong túng vui thích ấy. Ba là thấy sâu công đức của với thắng lợi khi bị người khinh miệt chẳng thể khám nhẫn. Bốn là thấy sâu công đức của với thắng lợi đối với việc đắm trước vui muốn tụ bất động. Năm là thấy sâu công đức của với thắng lợi ở những nơi ồn náo hành tạp loạn của thế gian. Sáu là thấy sâu công đức của với thắng lợi ở nơi thấy nghe hiểu biết ngôn thuyết hí luận. Bạch Thế Tôn, tất cả Ba La Mật Đa như vậy, quả dị thục là gì? Thiện Nam Tử, đây cũng lược có sáu chủng. Một là được tài bảo giàu sang lớn, hai là vãng sanh đường thiện, ba là nhiều hỷ lạc không oán đối không trái hại, bốn là làm người dẫn đường cho chúng sanh, năm là thân không bị não hại, sáu là có dòng họ tôn quý. Bạch Thế Tôn, những gì gọi là pháp tạp nhiễm làm gián đoạn Ba La Mật Đa? Thiện Nam Tử, lược do bốn chủng gia hạnh tạp nhiễm. Một là vì gia hạnh không lòng bi, hai là vì gia hạnh không như lý, ba là vì gia hạnh không liên tục, bốn là vì gia hạnh không ẩn trọng. Gia hạnh không như lý tức là khi tu tập Ba La Mật Đa này, xa lìa hoại mất Ba La Mật Đa khác. Bạch Thế Tôn, những gì gọi là không phải phương tiện hạnh? Thiện Nam Tử, nếu lúc chư Bồ Tát dụng Ba La Mật Đa nhiều ích chúng sanh, nhưng chỉ thâu nhất tài vật để nhiều ích cho là vui đủ, mà không khiến họ ra khỏi bất thiện, an đặt nơi thiện, như vậy gọi là không phải phương tiện hạnh. Vì cớ sao? Thiện Nam Tử, đối với chúng sanh, chỉ làm việc đây không thể gọi là thật sự nhiều ích. Thí như phẫn uế, hoặc nhiều hoặc ít, chọn không thể khiến thành hương tinh khiết. Chúng sanh như vậy do hành khổ, nên tánh kia vốn đã là khổ, không thể chỉ dùng phương tiện tài vật tạm thời nhiều ích mà khiến họ vui mãi. Duy chỉ ăn đặt họ trong thiện pháp vi diệu mới được gọi là nhiều ích bậc nhất. Bạch Thế Tôn, như vậy tất cả Ba La Mật Đa có bao nhiêu thanh tịnh? Thiện Nam Tử, ta chọn không thuyết Ba La Mật Đa đây, trừ năm tướng trên mà có được sự thanh tịnh khác. Nhưng tại những các việc kia mà thuyết chung, thuyết riêng tướng thanh tịnh của Ba La Mật Đa. Thuyết chung tướng thanh tịnh của tất cả Ba La Mật Đa có bảy chủng. Những gì là bảy? Một là Bồ Tát ở nơi pháp đây không cầu người biết. Hai là ở pháp đây đã đắc kiến rồi không sanh chấp trước. Ba là ở nơi pháp đây chẳng sanh nghi hoặc như vậy. Thuận theo đây có thể đắc đại bồ đề chăng? Bốn là chọn không khen mình chê người, có sự khinh miệt người. Năm là chọn không kiều mạn phỉ báng phóng dật. Sáu là chọn không ở nơi chút phần chứng đắc thấp kém mà sanh vui đủ. Bảy là chọn không ở pháp đây mà khởi tật đố sẻ tiếc đối với người. Thuyết riêng tướng thành tịnh của tất cả Ba La Mật Đa cũng có bảy chủng. Những gì là bảy? Như ta đã thuyết thì chư Bồ Tát tu hành thuận theo bảy chủng tướng bố thí thành tịnh. Một là do thí và thành tịnh nên hành thí thành tịnh.
hai là do giới thanh tịnh nên hành thế thanh tịnh, ba là do kiến thanh tịnh nên hành thế thanh tịnh, bốn là do tâm thanh tịnh nên hành thế thanh tịnh, năm là do ngữ thanh tịnh nên hành thế thanh tịnh, sáu là do trí thanh tịnh nên hành thế thanh tịnh, bảy là do cấu thanh tịnh nên hành thế thanh tịnh. Đây gọi là bảy chủng tướng thí thanh tịnh. Lại trừ Bồ Tát năng khéo rõ biết chế lập tất cả hợp xứ luật nghi, năng khéo rõ biết vượt ra khỏi điều đã dạng, thường đầy đủ giới, bền vững nơi giới, thường hành theo giới, thường chuyển theo giới, thọ hợp tất cả sở hữu học xứ, đây gọi là bảy chủng tướng giới thanh tịnh. Lại trừ Bồ Tát ở nơi sở hữu nghiệp do mình gây tạo và quả dị thục thâm sanh tin chắc, đối với tất cả việc làm không nhiều ích hiện tại tiền đến với mình, không sanh giận dữ, cũng không phản kháng mắng chửi, không sân hận, không đánh trả, không hãi sợ, không khinh suất, cũng không dùng vô số việc hiện tướng không nhiều ích phản trả gia hại, cũng không ôm lòng kết thù oán hận, nếu khi khuyên bảo dằn nhắc chọn không khiến người bị khỏe não, cũng không chờ đợi người khuyên bảo dằn nhắc, không do bị sợ hãi bức bách, có tâm nhiễm ái mới hành hạnh nhẫn nhục, đã thi ân rồi tức liền xả bỏ, đây gọi là bảy chủng tướng nhẫn thanh tịnh. Lại trừ Bồ Tát thông đạt tánh tinh tấn bình đẳng, chẳng do dõng mãnh sinh tinh tấn mà tự đề cao long mạo người, đủ đại thế lực, đủ đại tinh tấn, có khả năng phàm nhẫn dõng mãnh kiên cố, chọn cho xả bỏ ách các thiện pháp, đây gọi là bảy chủng tướng tinh tấn thanh tịnh. Lại trừ Bồ Tát khéo thông đạt tướng tịnh lự tản ma địa, viên mãn tịnh lự tản ma địa, đầy đủ phần tịnh lự tản ma địa, chuyển vận tịnh lự tản ma địa, không chỗ nương tịnh lự tản ma địa, khéo tu trì tịnh lự tản ma địa, ở nơi tạng Bồ Tát đã được nghe tụ tập duyên vô lượng tịnh lự tản ma địa, như vậy gọi là bảy chủng tướng tịnh lự thanh tịnh. Lại trừ Bồ Tát xa lìa hai biên tăng ích và tổn giảm, hành nơi trung đạo, đây gọi là tuệ. Do tuệ đây như thật rõ biết nghĩa ba giải thoát môn là không vô tướng vô nguyện, như thật rõ biết nghĩa tự tánh của ba chủng tự tánh là biến kế sở chấp, vi tha khỏi và viên thành thật, như thật rõ biết nghĩa vô tự tánh của ba chủng tánh vô tự tánh là tướng sanh, tướng sanh và thắng nghĩa, như thật rõ biết nghĩa thế tục đế đó là năm minh xứ, như thật rõ biết nghĩa thắng nghĩa đế đó là bảy trần như, lại vô phân biệt lìa các hí luận, thuần nhất nơi lý thú, vì nhiều an trụ, vì vô lượng pháp chung làm sở duyên, vì tỷ bát xá na, lại năng khéo thành tựu trọn vẹn tùy pháp hành pháp, đây gọi là bảy chủng tướng tuệ thành tịnh. Bạch Thế Tôn, năm tướng như vậy, mỗi mỗi tướng có nghiệp gì? Thiện nam tử nên biết tướng kia có năm chủng nghiệp, trừ Bồ Tát vì không nhiễm đắm ở trong hiện pháp đối với việc tu tập ba la mật đa, hằng thường siêng tu gia hạnh ân trọng không phóng dật, vì không luyến tiếc nên đường lai nhiếp thọ nhân không phóng dật, vì không tội trái vượt nên năng tránh tu tập cực khéo viên mãn, cực khéo thanh tịnh, cực khéo sáng sạch ba la mật đa, vì không phân biệt nên nhanh chóng chứng đắc viên mãn phương tiện thiện xảo ba la mật đa, vì chân tránh hồi hướng nên tất cả nơi sanh xứ ba la mật đa và các quả dị thục khả ái kia đều được vô tận cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, sở thuyết ba la mật đa như vậy, gì là rất rộng lớn, gì là không nhiễm ô, gì là rất sáng sạch sung mãn, gì là không thể lay động, gì là thanh tịnh hơn cả. Thiện nam tử, tánh không nhiễm đắm, tánh không luyến tiếc, tánh tránh hồi hướng là rất rộng lớn, tánh không tụ trái vượt, tánh không phân biệt là không nhiễm ô, sở tác tự duy chọn lựa là rất sáng sạch sung mãn, đã nhập pháp địa bất thối chuyển gọi là không thể lay động, nếu nhiếp vào mười địa, nhiếp vào Phật địa gọi là thanh tịnh hơn cả. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào Bồ Tát đắc ba la mật đa, các quả khả ái và các dị thục thường không tận, ba la mật đa cũng không tận. Thiện nam tử, bởi tu tập không gián đoạn, chuyển chuyển nương nhau sanh khởi. Bạch Thế Tôn, nhân duyên nào Bồ Tát tin hiểu quý trọng sâu ba la mật đa đây, chẳng phải vì nương ba la mật đa đây để đắc các quả dị thục khả ái.